Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City, phiên bản này là phiên bản CVT quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đăng ký từ cuối năm 2019 các bạn ạ. Màu này là màu xám bạc quý vị và các bạn nhé. Màu này là nhìn rất là khỏe xe và phù hợp với cả mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến trung tuổi đi chiếc xe này đều đẹp quý vị và các bạn ạ. Màu xám bạc nó gần giống như cái màu xám xi măng mà mấy 1-2 năm đây rất hot đối với những chiếc xe máy đấy các bạn nhé. Đấy, màu này là màu xám bạc quý bạn ạ, rất là đẹp. Phiên bản này là phiên bản Honda City ở cái phiên bản 1.5 CVT các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn ạ. Chiếc xe này thì tôi cũng khẳng định với quý vị và các bạn, nhiều xe cùng đời không đẹp bằng đâu, hoặc có thể một vài xe đời cao hơn cũng không đẹp bằng đâu, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Gần đây thì chúng tôi nhập về rất là nhiều Honda City cũng như là Vios và cũng như là Hyundai Accent. Chúng tôi mua vào và bán ra liên tục quý bạn nhé, rất là nhiều. Có những chiếc xe vừa mới đăng hôm trước thì hôm sau chúng tôi đã bán rồi. Khách đến xem xe thì vẫn còn cái xe tôi đăng, nhưng đã có khách đặt cọc mất rồi. Cho nên là lại có chiếc xe xem để xem sau. Đấy là những chiếc xe về sau các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào đến cửa hàng chúng tôi lúc nào cũng có vài xe để xem, quý bạn có thể yên tâm nhé. Những chiếc xe quý bạn xem ở trên đây có thể là có khách đặt cọc rồi, vì là tôi đăng hôm nay nhưng mai có khách đặt thì là quý bạn ngày kia mới đến, thì là đến lại có khi là xem một con xe khác. Nhưng mà quý vị các bạn yên tâm, những chiếc xe chúng tôi nhập về cửa hàng chúng tôi đều chọn lọc hết, cho nên là tất cả những chiếc xe mà chúng tôi nhập về và đăng lên đây bán đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Những chiếc xe tai nạn, những chiếc xe ngập nước hay là chúng tôi gọi là những chiếc xe lỗi là chúng tôi không nhập đâu các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Toàn bộ những cụm đèn hậu này đều còn nguyên bản, rất mới, chưa có bị xước sát gì cả này. Dàn lốp các bạn xem đây ạ, dàn lốp cũng còn rất mới và rất là dày luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà mua những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi thì các bạn yên tâm luôn là về chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. À, cái việc đầu tiên mua chiếc xe về là quý bạn phải sang tên đã. Tại vì theo thông tư mới từ 15 tháng 8 đến bây giờ là biển số định danh rồi, tất cả các chủ xe bán xe đều chỉ bán xe thôi, giữ nguyên biển số lại, cho nên là mua về là chúng ta phải sang tên luôn các bạn nhé. Chúng tôi cũng đã rút hết hồ sơ tất cả rồi, bây giờ khách mua là chỉ việc đem ra nộp thuế và sang tên thôi các bạn nhé, không phải làm bất cứ một cái việc gì nữa đâu. Vì xe chúng tôi về là chúng tôi cũng đã, chỗ nào xước chúng tôi sẽ sơn, chỗ nào không xước mà xước nhỏ, không sơn thì chúng tôi cũng đã đánh bóng rồi và dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ hết luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về thì tôi xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn là chúng tôi chưa có dọn dẹp đâu. Bắt đầu ngày mai thì tôi sẽ cho anh em dọn dẹp nhé, vì chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Mua về nó đã đẹp như này rồi đấy, toàn bộ về cái ngoại thất chưa có bị xước sát gì cả đâu ạ. Nội thất cũng còn rất mới đây các bạn nhé, tuy nhiên là nó hơi bẩn một chút cho xe đang sử dụng các bạn ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Thưa quý bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái phiên bản này là phiên bản 1.5 CVT các bạn nhé. Đấy, phiên bản 1.5 CVT màu xám bạc các bạn ạ, sản xuất tại Việt Nam luôn các bạn ạ. Đấy, rất là mới các bạn nhé. Phiên bản CVT này thì cũng đã được lắp thêm cả nội thất ghế da rồi. Vô lăng thì chưa được bọc da, nhưng vô lăng là cũng đã được là tích hợp sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình, cruise control các bạn nhé, đầy đủ hết cả option rồi, không còn thiếu cái gì đâu, gần giống option của bản top rồi các bạn ạ. Màn hình camera lùi đầy đủ luôn các bạn nhé. Nội thất này toàn bộ từ ghế da đến những cái phần nỉ trần đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City phiên bản 1.5 CVT sản xuất năm 2019 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết. Và chúng tôi đang bán ra với giá là 425 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn.
Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Đi mua xe cũ thì quý vị và các bạn xem kỹ cho tôi về cái phần đầu và phần sau các bạn nhé. Phần sau thì là đầu tiên là phải xem về cái ốc cốp sau đấy ạ. Đấy, xem có còn nguyên bản không, cho đến những cái phần keo chỉ của cốp sau này, xem có bị đâm đụng hay là va chạm gì không. Quý vị và các bạn cứ xem kỹ cho tôi những cái phần này các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cái phần cốp sau này, những cái phần nỉ ở cốp sau này cũng còn rất đẹp luôn các bạn ạ, rất là mới. Và phía dưới là có cái phần lốp sơ cua đây các bạn này, xem kỹ cả đây. Cái phần lốp sơ cua thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả các bạn nhé. Chiếc xe này là chưa có dọn dẹp gì, lốp sơ cua còn bẩn nguyên các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe Honda City 2019 giá chỉ nhỉnh 400 triệu đồng thôi thì quý bạn có thể sở hữu ngay chiếc xe Honda City này rồi các bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản đây các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới. Tuy nhiên chỉ có bẩn một chút do chúng tôi chưa chọn thôi. Honda City thì bao giờ cũng được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Đấy, ở những chiếc xe sedan phân khúc B này nhiều hãng chưa có thì Honda City cũng đã có rồi. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé, cho nên là rất là đẹp luôn. Quý bạn có thể yên tâm luôn về chiếc xe này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cánh cửa phía trước bên phụ đây toàn bộ cũng còn rất là mới này, mới từ táp bi cánh cửa này, keo chỉ thì là nguyên zin các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Toàn bộ ốc bản lề cánh cửa cũng chưa có một con ốc nào tháo ra đâu các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản, còn nguyên zin hết luôn này. Đẹp từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất ghế da đã được trang bị cho chiếc Honda City này rồi. Rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này, hèm cửa này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe Honda City 2019 mà chúng tôi đang giới thiệu đây các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất cho đến phần nội thất đều rất là mới, rất là đẹp như thế này rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe, trái tim của chiếc xe Honda City 2019 này các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé, hộp số tự động hay còn gọi là hộp số CVT các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp đẽ, động cơ 1.5 lít chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả hay là chưa có bị ngập nước. Tất cả những con ốc từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy, ốc dàn cò còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc 7 màu của Honda đánh dấu lên cái động cơ này. Nếu như ốc nào tháo ra là đều có vết hết luôn các bạn nhé. Động cơ của Honda thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, toàn bộ những ốc chân máy này, đấy, cho đến toàn bộ cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết ạ. Không những còn nguyên zin và còn rất là mới đây. Mặc dù chiếc xe này thì chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã sạch sẽ đẹp đẽ như thế này rồi các bạn ạ. Phải nói là chủ xe đi ít và giữ gìn rất kỹ về chiếc xe này, cho nên chiếc xe nó mới mới đẹp được như này ạ. Toàn bộ ốc tai, đấy, cho đến những cái ốc cabo cũng đều là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé.
ốc cabo đến keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2019 này thì còn chần chừ gì nữa ạ? Hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.